Kinh số 25, Kinh Khởi Thế Nhân Bổn, Quyển 8. Phẩm chính, chiến đấu. Các tỳ kheo, ta nhớ thuở xưa có hàng chư thiên khi cùng với Atula khởi sự đánh nhau. Vua trời Đế Thích bảo trời Tam Thập Tam: chư nhân giả, chư thiên các ông nếu khi đánh nhau với Atula thì nên trang bị vũ khí tốt và cẩn thận. Nếu chư thiên thắng, Atula bại thì các ông phải bắt sống vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La, dùng 5 sợi dây trói lại, dẫn đến trước thiện pháp đường là hội trường của chư thiên để đó. Trời Tam Thập Tam nghe Đế Thích ra lệnh đều tuân lệnh. Bấy giờ vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La cũng bảo các Atula: nếu chư thiên cùng Atula đánh nhau mà chư thiên thua thì phải bắt sống vua trời Đế Thích, dùng 5 sợi dây trói lại, dẫn đến chỗ hội trường thất đầu của Atula để đứng trước ta. Khi ấy, các Atula cũng nhận lệnh thi hành. Các tỳ kheo, lúc ấy vì vua trời Đế Thích đánh thắng nên bắt sống Atula, dùng 5 sợi dây trói lại, dẫn đến hội trường thiện pháp đường của chư thiên để đứng trước Đế Thích. Ngay khi ấy, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La nghĩ thế này: cầu nguyện cho các Atula đều được an lành. Ta nay chẳng dùng các Atula nữa, mà sẽ cùng ở một chỗ với chư thiên Tam Thập Tam, đồng hưởng vui thú, rất là vừa ý. Ngay khi vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La khởi ý nghĩ này, tức thì thấy thân mình 5 sợi dây đều mở. Các thú vui 5 dục của chư thiên đều hiện ra trước. Lại có lúc vua Atula nghĩ như thế này: ta nay chẳng ở cùng trời Tam Thập Tam, cầu cho chư thiên đều được an lành, ta sẽ trở về cung điện Atula. Khi khởi nghĩ như thế, thân thể của ông liền bị 5 sợi dây trói trở lại, thú vui 5 dục bỗng nhiên tiêu mất. Các tỳ kheo, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La có sự trói buộc vi tế như thế, sự trói buộc của các ma lại càng vi tế hơn. Vì sao? Các tỳ kheo, khi tư duy tà dậy liền bị trói buộc, khi nhớ nghĩ chân chánh liền được giải thoát. Vì sao? Các tỳ kheo, tư duy có ngã là tư duy tà, tư duy vô ngã cũng là tư duy tà. Cho đến tư duy ngã thường còn, ngã không thường còn, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, và chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, vân vân, đều là tư duy tà. Các tỳ kheo, tư duy tà ấy là ung nhọt, là ghẻ lở, giống như tên độc. Trong đó, nếu có bậc thánh Đa Văn, người có trí tuệ thì biết đó là tư duy tà, như bệnh, như ghẻ lở, như ung nhọt, như mũi tên. Nghĩ như thế rồi, buộc tâm vào việc nhớ nghĩ chân chánh, không theo tâm hành, khiến tâm không động, được nhiều lợi ích. Các tỳ kheo, nếu nghĩ có ngã, tức là nghĩ tà, tức là hữu vi, tức là hí luận. Nếu nghĩ không có ngã, cũng là hí luận, vân vân, cho đến có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, đều là hí luận. Các tỳ kheo, đã có hí luận, đều là bệnh, như ung nhọt, như ghẻ lở, như tên độc. Trong đó, có bậc thánh Đa Văn, người có trí tuệ biết hí luận này là tội lỗi rồi, ưa thích không hí luận, giữ tâm vắng lặng, tu hành nhiều hơn. Các tỳ kheo, ta nhớ thuở xưa có các thiên vương cùng Atula khi muốn đánh nhau, vua trời Đế Thích bảo với chúng ta Tam Thập Tam ở chung quanh như thế này: chư nhân giả, các ông phải trang bị tốt cho tự thân bằng những vũ khí. Nay các Atula muốn đến đánh nhau, nếu chư thiên thắng thì nên bắt sống vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La, dùng 5 sợi dây trói lại, dẫn đến trước thiện pháp đường, nơi hội trường của chư thiên để gặp ta. Trời Tam Thập Tam dâng lệnh Đế Thích,
theo đó mà làm. Còn Atula cũng ra lệnh như thế. Các tỳ kheo, đến khi đánh nhau thì chư thiên thắng, họ liền dùng 5 sợi dây trói Atula dẫn đến trước thiền pháp đường. Bấy giờ, vua Atula tỳ ma chất Đa La đã bị 5 sợi dây trói lại ở trước thiên chúng. Thấy vua Đế Thích đến, vào ngồi trong thiền pháp đường, liền thốt ra lời ác, dùng đủ các lời hủy nhục mắng nhiếc vua trời Đế Thích. Khi ấy, có vị hộ vệ trời Đế Thích tên là Madali, thấy Atula tỳ ma chất Đa La ở trước số đông dùng lời mắng nhiếc Đế Thích, liền dùng kệ tâu với Đế Thích. Trời Đế Thích xấu hổ, sợ hãi, vì không thế lực nên chịu nhịn, nghe lời mắng nhiếc thô ác đó, thảy đều nhận lãnh không dám nói. Bấy giờ, Đế Thích dùng kệ đáp lời Madali. Nhịn không gì xấu hổ, sợ hãi, chẳng gì yếu thế trước Tu La. Ai có mưu thần giống như ta, sao lại hạ mình đồng vô trí? Madali lại dùng kệ tâu Đế Thích. Nếu chẳng nghiêm khắc, quở trách nặng, kẻ ngu phấn chí lại làm già, phải nên bẻ dẹp kẻ vô trí, giống như sợ roi trâu bỏ chạy. Như nay thả nó được bình yên, trở về chốn cũ lại tự cao. Vì vậy người trí phải ra uy, biểu hiện sức mạnh trừ si ám. Đế Thích lại dùng kệ đáp Madali. Việc này từ lâu ta đã biết, vì để chế phục bọn ngu si, họ đem hiềm hận để chửi mắng, ta nghe chịu đựng tự chế tâm. Madali lại dùng kệ tâu Đế Thích. Thiên Dương Đế Thích xin nghĩ kỹ, nhẫn nhục như vậy là có hại. Kẻ ngu si kia mắng như thế, tưởng kiếp sợ xấu hổ không nói. Đế Thích lại dùng kệ đáp Madali. Bọn ngu si tùy theo tâm ý, cho ta sợ họ nên làm thinh. Nếu muốn lợi thân cầu an lạc, đối với họ phải nên nhẫn nhục. Theo ý ta khi thấy họ mắng, chẳng nên dùng sân đối chọi sân. Với người sân đáp trả bằng sân, chiến đấu như vậy khó thắng được. Nếu bị kẻ ác gây bực tức, có sức nhẫn được mới là khó. Nên biết nhẫn này là sức mạnh, như vậy phải thời nên ngợi khen. Hoặc ta hoặc người hễ khởi tâm, đều cầu cứu vớt chỗ đáng sợ. Đã bị người sân kia mắng nhiếc, chẳng nên oán ghét đối với họ. Đối với tự kỷ hoặc tha nhân, cả hai như vậy nên làm lợi. Đã biết như sân mắng nhiếc ta, thì khiến sân kia tự tiêu tan. Như thế hai bên tâm lợi ích, hoặc mình hoặc người đều phải làm. Ý niệm người kia là ngu si, đó là do họ không biết pháp. Nếu có các trượng phu đại lực, thường di vô lực mà nhẫn chịu, nhẫn nhục như thế người khen ngợi, với người vô lực nhẫn chẳng sân. Vì họ không có sức trí tuệ, chỉ dùng ngu si làm sức mạnh. Vì ngu si nên xả bỏ pháp, bọn người như thế không chánh hạnh. Tâm ngu si sanh nghĩ thắng ta, sân si mắng nhiếc thốt lời thô, nhẫn được ác kia mới thường thắng, nhẫn ấy tăng trưởng khó nói đủ. Cái thắng nói ra e chẳng hết, với họ sợ oán cho nên nhẫn. Nghe người dưới chê mà nhẫn được, nhẫn này được người trí ngợi khen. Các tỳ kheo, các thầy nên biết, Đế Thích khi ấy chính là ta. Bấy giờ ta làm vua cõi trời tam thập tam, trị hóa tự tại, hưởng phước báo thù thắng, tự do hưởng lạc, luôn luôn nhẫn nhục, khen ngợi nhẫn nhục, thích hạnh nhu thuận, không có sân nhuế, luôn luôn khen ngợi người không sân nhuế. Các tỳ kheo, này các thầy tự nói là đối với sự tu hành có tâm tín giải, bỏ tục xuất gia siêng năng không lười. Các thầy nếu đối với chúng sanh khác có thể hành nhẫn nhục, khen ngợi nhẫn nhục, nhu thuận từ bi, thường hành an lạc, diệt trừ sân nhuế, khen người không sân. Các tỳ kheo, các thầy nên học như thế. Các tỳ kheo, ta nhớ thuở xưa,
chúng chư thiên và Atula chuẩn bị vũ khí muốn đánh nhau. Bấy giờ, Đế Thích bảo với thiên chúng: "Chư nhân giả, nếu Atula cùng chư thiên chiến đấu mà chư thiên đắc thắng, thì các ngươi có thể dùng 5 sợi dây trói họ lại, dẫn đến trước thiện pháp đường, nơi hội trường của chư thiên để gặp ta." Chư thiên dâng lệnh, theo đó mà làm. Vua Atula cũng ra lệnh như thế. Các tỳ kheo, khi đánh nhau, Atula thắng, vua trời Đế Thích địch không nổi, sợ hãi chạy về. Khi ấy xe vua cưỡi chạy về là chiếc xe ngàn câm dễ điều khiển, hướng thẳng đến thiên cung. Bấy giờ, có một cây tên là Cư Tra Xà Ma Lệ chắn ngang. Trên cây có kim sĩ điểu dương, trong ổ chim có các trứng. Đế Thích thấy vậy, bảo với người đánh xe Madali: "Madali, trên cây có trứng, hãy quay xe này lại cho ta, thà bị Tu La làm mất mạng, chớ đừng phá hủy các tổ chim." Khi ấy Madali, người đánh xe giỏi, nghe vua trời Đế Thích ra lệnh như vậy rồi, liền cho chiếc xe ngàn câm dễ điều khiển quay lại theo con đường hướng đến cung Atula. Các tỳ kheo, lúc bấy giờ, các Atula thấy xe Đế Thích bỗng nhiên quay lại, cho rằng Đế Thích có kế sách chiến đấu đặc biệt nên trở lại muốn đánh nhau. Atula bèn thoái lui, ai về cung nấy. Lúc đó, do Đế Thích dùng lòng từ nên chư thiên lại thắng, Atula bại. Các tỳ kheo muốn biết trời Đế Thích bấy giờ là ai chăng? Chính là thân ta đó. Các tỳ kheo, lúc ấy ta làm chủ cõi trời, lãnh đạo trời tam thập tam, trị hóa tự tại, hưởng phước báo tốt đẹp, dẫn thương yêu tất cả chúng sanh, vì thọ mạng của họ mà làm điều lợi ích, khởi tâm từ bi. Các tỳ kheo, các thầy vì lòng tin mà bỏ nhà, nên làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Các tỳ kheo, ta nhớ thuở xưa, khi chư thiên và Atula sắp đánh nhau. Bấy giờ Đế Thích bảo với vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La rằng: "Này nhân giả, chúng ta hãy ngưng dùng các loại vũ khí. Trong chúng chư thiên và Atula đều có người có trí tuệ, họ đều biết chúng ta là thiện hay ác. Hãy nói về các nghĩa pháp, ai dùng lời thiện dài hơn sẽ thắng." Khi ấy, chư thiên và Atula nhường nhau nói trước. Vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La liền đến trước trời Đế Thích nói bài kệ: "Kẻ ngu si quá mức, quyết phải quở trách nặng, bẻ dẹp kẻ vô trí, như trâu sợ roi chạy. Ngu si không có ưa, khó chế phục tại chỗ, vì vậy dùng roi giọt, mau dứt trừ mạng si." Bấy giờ, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La hướng đến trời Đế Thích nói kệ ấy xong, Atula quyến thuộc đều rất vui mừng, hớn hở khen ngợi. Đế Thích, chư thiên và quyến thuộc đều im lặng. Khi ấy, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La bảo Đế Thích: "Đại Thiên Dương, ngài hãy nói kệ đi." Bấy giờ, vua trời Đế Thích hướng đến Atula nói kệ: "Ta thấy rõ việc này, không muốn đồng người si, kẻ ngu tự khởi sân, người trí ai tranh cùng." Bấy giờ, vua trời Đế Thích thuyết kệ ấy xong, trời tam thập tam và quyến thuộc đều rất khen ngợi, hớn hở vui mừng. Các Atula quyến thuộc đều im lặng. Khi ấy Đế Thích bảo vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La: "Nhân giả, hãy nói lên lời lành." Atula liền hướng đến vua trời nói kệ: "Im lặng ý nhẫn nhục, Đế Thích ta cũng biết, người ngu si khi thắng, nói ta sợ nên nhẫn." Bấy giờ, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La nói kệ xong, các Atula và quyến thuộc đều hớn hở vui mừng khen ngợi. Đế Thích, chư thiên và quyến thuộc đều im lặng. Khi ấy, Atula bảo Đế Thích: "Thiên chủ hãy nói lời như pháp." Bấy giờ, vua trời Đế Thích hướng đến chúng Atula nói kệ rằng: "Người ngu theo ý mình, bảo nhẫn là sợ sệt, do đây cầu tư lợi, người kia chẳng ích gì. Ta cho kia làm ác, chẳng nên sân đối sân, với sân nên làm thinh, đánh dậy mới thường thắng. Nếu bị người xúc não,
người có sức nhẫn được nên biết nhẫn như thế, đứng trên các hành nhẫn, không kể mình hay người, cầu lìa chỗ sợ hãi. Nếu biết người giận mình, đối họ chẳng sanh ghét. Hai bên đều lợi ích cho mình và cả người. Người sân ghét mắng nhiếc, mình sân tự tiêu diệt. Hai bên đều lợi ích cho mình và cả người. Ý người nghĩ ngu si là do chẳng biết pháp. Nếu người có sức mạnh, nhẫn kẻ không có sức, nhẫn này là tối thắng, các nhẫn khác không bằng. Kẻ kia không trí tuệ, chỉ có sức ngu si. Vì ngu si bỏ pháp, tự nhiên mất chánh hạnh. Ngu si tự khoe thắng, sân nhuế nói lời ác, nhẫn được nhục mạ này, người ấy thường thắng lợi. Nghe trên áp đảo nhẫn vì sợ, ngang nhau mà nhẫn vì sợ oán. Kẻ dưới mắng nhiếc mà nhẫn được, nhẫn này người trí đều ngợi khen. Bấy giờ vua trời Đế Thích nói kệ xong, trời Tam Thập Tam và quyến thuộc vui mừng khen ngợi, phấn khởi vô cùng. Còn chúng Atula đều im lặng. Khi ấy, các trời trí tuệ trong hàng chư thiên và các Atula trí tuệ trong hàng Atula đều tập trung lại một chỗ cùng bàn luận lượng định những bài kệ đó, suy tư tường tận, quán sát kỹ lưỡng và cùng khen ngợi, rồi nói thế này: Thưa chư nhân giả, nay trời Đế Thích khéo sử dụng ngôn từ, dùng những lời ấy để trị hóa, tất cả đều không có đao gậy, roi giọt, cũng không tranh cãi, đánh đấm, hủy nhục, oán thù, cũng không kiện cáo và mong cầu đền trả. Lại ở trong sinh tử, có hòa hoạn, đáng chán, cầu xa lìa dục, vì sự tịch diệt, vì sự tĩnh lặng, vì đắc thần thông, vì đắc sa môn, thành tựu chánh giác, vì đắc niết bàn. Chư nhân giả, kệ mà vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La nói ra là không có thứ ngôn ngữ chi diệu tốt đẹp như vậy. Mà những lời ấy, tất cả chỉ có đao gậy, roi giọt, đánh đấm, cãi vã, hủy nhục, tranh tụng oán thù. Cầu có sự báo trả, trưởng dưỡng sanh tử, không chán hòa hoạn, tham trước các dục, không cầu hạnh tĩnh lặng tịch diệt, chẳng mong thần thông và quả sa môn, chẳng mong chánh giác và niết bàn. Chư nhân giả, kệ mà vua trời Đế Thích đã nói, gọi là khéo nói, còn kệ mà vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La nói, chẳng phải khéo nói. Chư nhân giả, kệ mà vua trời Đế Thích đã nói là khéo nói, còn kệ mà vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La đã nói, chẳng phải khéo nói, chẳng phải khéo nói. Các tỳ kheo, các thầy nên biết, Đế Thích khi đó tức là thân ta. Các tỳ kheo, có lúc ta làm vua trời đao lợi, trị hóa tự tại, thọ hưởng phước lạc, vẫn nói lời tốt đẹp để làm vũ khí chiến đấu. Do lời nói tốt đẹp nên chiến đấu thường thắng lợi. Tỳ kheo các thầy hôm nay, đối với giáo pháp mà ta đã khéo nói, tịnh tâm lìa tục, bỏ nhà xuất gia, có hành tinh tấn. Các thầy nếu tìm cầu lời thiện, lời ác trong chánh pháp, muốn nắm lấy ý nghĩa thì nên biết như thế. Các tỳ kheo, ta nhớ thuở xưa khi Atula cùng đánh nhau, vua trời Đế Thích đánh thắng, đuổi Atula, rồi kiến tạo một cung điện nguy nga, đông tây ngang dọc 500 do tuần, nam bắc ngang dọc 250 do tuần. Các tỳ kheo, bên ngoài cung điện ấy có 100 nơi phòng ngự, trong mỗi nơi phòng ngự ấy lại có 7 lầu gác, đều do 7 báo tạo thành. Trong mỗi lầu gác đều thiết trí 7 phòng, trong mỗi phòng đặt 7 cái giường, trên mỗi giường có 7 ngọc nữ, mỗi ngọc nữ lại có 7 người hầu gái. Thiên Dương Đế Thích và các ngọc nữ hầu cận chẳng cần làm gì, thức ăn uống, các thứ cần dùng như hương hoa, y phục, trang sức, tất cả nhạc cụ đều tùy theo quả báo của nghiệp đời trước mà thọ hưởng. Các tỳ kheo, các thiên cung trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới, không có cái nào sánh bằng thắng điện ấy của vua trời Đế Thích. Bấy giờ,
Vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La nghĩ thế này: ta có thần đức oai lực như thế, mặt trời, mặt trăng và trời tam thập tam tuy vận hành ở trên ta, nhưng sức ta có thể nắm lấy, làm vòng đeo tay đi khắp các nơi. Đã có một thời Atula La Hầu La trong lòng giận dữ, chứa đầy phiền não độc hại, tâm ý chẳng vui, liền nghĩ đến vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La. Bấy giờ, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La nghĩ thế này: vua Atula La Hầu La đang nghĩ đến ta, và tự nghĩ đến các tiểu vương Atula và các quyến thuộc dưới sự thống lãnh của mình. Khi ấy, các tiểu vương và các Atula biết vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La nghĩ đến mình, liền trang bị các loại binh khí kéo đến bên vua. Đến nơi, tất cả đều dừng lại ở trước vua. Bấy giờ, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La mặc áo giáp, cầm gậy lên xe cùng với các tiểu vương và các quân binh chung quanh, kéo đến bên Atula La Hầu La. Đến nơi dừng lại. Bấy giờ, vua Atula La Hầu La lại nghĩ đến hai vua Atula là Dũng Dược và Huyễn Hóa. Khi ấy, hai vị ấy biết vua kia nghĩ đến mình, lại nghĩ như vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La đã nghĩ. Các tiểu vương và thuộc hạ biết rồi, ai cũng trang bị vũ khí đi đến bên vua. Đến rồi, lại kéo đến bên vua Atula La Hầu La. Bấy giờ, Atula La Hầu La tự trang bị các loại binh khí cùng với ba vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La, Dũng Dược và Huyễn Hóa. Và các tiểu vương cùng quyến thuộc của ba vua sao trước dây quanh từ thành Atula dẫn nhau ra đi, muốn đánh nhau với trời Đao Lợi. Lúc bấy giờ, hai vua rồng lớn là Nang Đà và Ưu Ba Nang Đà ra khỏi cung, dùng thân quấn quanh núi Tu Di Lưu bảy vòng, làm núi rung động, động rồi động nữa, động lớn động khắp, rung rồi lại rung, rung lớn rung khắp, phun rồi lại phun, phun lớn phun khắp, dùng đuôi đập xuống biển, làm cho một khối nước giọt lên đến đỉnh núi Tu Di Lưu. Các tỳ kheo, bấy giờ vua trời Đế Thích suy nghĩ rồi, bảo với chúng trời: các vị nhân giả, có thấy đại địa này rung động chăng? Không trung mây đen kịch như mây có mưa, lại giống sương mù, biết chắc là Atula muốn cùng chư thiên đánh nhau. Khi ấy, các rồng ở trong biển đều cầm đủ loại binh khí ra khỏi cung, hướng đến trước Atula cùng Atula đánh nhau. Nếu thắng thì đuổi chúng lui về cung, còn chẳng thắng thì sợ hãi chạy lui đến bên Dạ Xoa Địa Cư. Đến nơi nói rằng: quý vị nên biết, các Atula muốn giao đấu với chư thiên, nay quý vị có thể cùng chúng tôi trợ lực đánh phá. Dạ Xoa nghe rồi, chuẩn bị giáp trượng hợp sức với rồng đi đánh. Giả sử thắng thì truy đuổi, còn không thắng thì lui, sợ hãi bỏ chạy đến chỗ Dạ Xoa Bát Túc. Đến nơi nói rằng: Dạ Xoa Bát Túc, quý vị có biết không, các Atula muốn đánh chư thiên, quý vị nên đến cùng chúng tôi trợ lực để đánh chúng. Bát Túc nghe xong, trang bị vũ khí dẫn nhau đi, dần dần cho đến thua chạy. Đến nói với các Dạ Xoa Trì Mang, dần dần cùng hiệp lực chiến đấu. Nếu thắng được thì đuổi Atula về cung, còn thất bại thì sợ hãi chạy lui, đi đến bên Tứ Đại Thiên Dương. Đến nơi tâu với Tứ Đại Thiên Dương rằng: tâu Tứ Thiên Dương, quý ngài nên biết, các Atula này muốn đến cùng chư thiên giao đấu, các ngài nên cùng chúng tôi trợ lực đánh họ khiến cho tan tác. Tứ Thiên Dương nghe Thường Túy nói, liền trang bị, cầm các loại binh khí, cưỡi xe ra đi, dần dần, cho đến thua chạy, không thể hàng phục. Khi ấy, Tứ Thiên Dương liền đến hội trường Thiện Pháp Đường của chư thiên, tâu trình với Đế Thích thế này: Thiên Dương nên biết, các Atula này đã tụ tập muốn cùng chư thiên giao chiến, cần phải đến đó đánh chúng. Khi ấy, trời Đế Thích nghe Tứ Thiên Dương nói vậy rồi, chấp thuận, bèn gọi một vị trời tên Mana Bà bảo: thiên tử hãy đến đây, này người đi đến các vua trời Dạ Ma, Đầu Xuất Đà, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại, vân vân. Đến nơi rồi,
thay lời ta tâu rằng: Chư thiên quý ngài, chắc quý ngài đã biết các Atula muốn đánh chư thiên, quý ngài nên trợ giúp chúng tôi, cùng chúng tôi đến đánh Atula. Khi ấy, Manaba nghe lời đế thích rồi, liền đến các trời Dạ Ma vân vân tâu trình đầy đủ sự việc. Bấy giờ, vua trời Dạ Ma nghe thiên sứ Manaba của đế thích nói xong, trong lòng liền nghĩ đến chúng trời Dạ Ma. Khi ấy, thiên chúng biết thiên dương nghĩ đến mình rồi, họ liền mang các loại áo giáp, binh khí, cưỡi lên các loại xe trời sẵn có, cùng đi đến chỗ vua trời. Đến nơi, tất cả đều dừng lại ở trước. Khi ấy, chúng trời Dạ Ma thân mặc áo giáp cõi trời, tay cầm binh khí báo cùng vô lượng trăm ngàn vạn chúng trời vây quanh, nhắm đến phía đông đỉnh núi Chúa Tu Di Lưu hạ xuống dựng cờ nang hàng màu xanh ở trên ngọn núi. Bấy giờ, thiên sứ Manaba lại đi đến chỗ vua trời Đâu Xuất Đà, đến nơi tâu với vua trời Đâu Xuất Đà thế này: Xin ngài biết cho, vua trời đế thích có lời tâu bày rằng, bọn Atula muốn đánh chư thiên, xin ngài đến hỗ trợ chúng tôi đến đó ra sức chiến đấu. Vua trời Đâu Xuất Đà nghe rồi, liền nghĩ đến các chúng trời. Họ biết rồi liền đến hết, tụ tập bên vua trời Đâu Xuất Đà. Đến nơi liền chuẩn bị, cầm binh khí, cưỡi các thứ xe, cùng dây quanh, hạ xuống ở phía nam núi Chúa Tu Di Lưu, với vô lượng trăm ngàn vạn chúng hội tụ, dựng cờ nang hàng màu vàng ở trên ngọn núi. Bấy giờ, thiên sứ Manaba lại đến vua trời Hóa Lạc tâu rằng: Tâu thiên dương Hóa Lạc, xin ngài biết cho, vua đế thích có lời thế này. Bọn Atula muốn đánh chư thiên, dân dân, tâu trình như trước, cho đến thiên dương ấy cùng với vô lượng số trăm ngàn vạn chúng trời đến. Ai cũng trang bị áo giáp, cưỡi đủ các loại xe, xuống đến phía tây núi Tu Di Lưu, dựng cờ nang hàng màu đỏ ở trên ngọn núi. Cũng như thế, nên tâu với vua trời Tha Hóa Tự Tại, dân dân, tất cả đều như trên. Khi ấy, chúng trời trang bị cầm binh khí gấp đôi trời Hóa Lạc, cùng vô lượng trăm thiên tử, vô lượng ngàn thiên tử, vô lượng trăm ngàn thiên tử dây quanh hạ xuống phía bắc núi Chúa Tu Di Lưu, dựng cờ nang hàng màu trắng ở trên ngọn núi. Bấy giờ đế thích thấy chư thiên đã dân tập đông đủ, tâm nghĩ đến các dạ xoa trên không trung. Khi ấy, chúng dạ xoa trên hư không đều nói: Vua trời đế thích đã nghĩ đến chúng ta. Nghĩ như vậy rồi, họ liền bảo nhau mặc giáp, cầm trượng, trang bị đầy đủ. Đã mặc giáp, trang bị vũ khí đầy đủ, rồi cưỡi lên các thứ xe, đi đến trước trời đế thích, đứng sang một bên. Khi ấy, trời đế thích lại nghĩ đến các tiểu thiên dương và quyến thuộc trời Tam Thập Tam. Khi biết như vậy rồi, tất cả đều mặc giáp, trang bị vũ khí, cưỡi các loại xe đến trước vua trời. Khi ấy đế thích tự mặc các loại áo giáp và cầm binh khí, cưỡi xe cùng dạ xoa trên không và các tiểu dương Tam Thập Tam sao trước dây quanh ra khỏi thiên cung cùng Atula đánh nhau. Các tỳ kheo, bấy giờ khi chư thiên cùng Atula đánh nhau, có những loại vũ khí là đao, tên, giáo, côn, dồ, chày, tên nhọn kim cang, tên điện, tên tạc, tên thốc, tên độc sĩ, tên ca lăng già diệp thốc, tên di tế thốc, tên nổ. Những vũ khí như thế nhiều màu đẹp đẽ, được làm bằng bảy báo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não, vân vân. Dùng những cây trượng ấy từ xa phóng đến thân Atula, không dính, không hại, lơ lửng lướt qua thân bọn chúng, lại cũng chẳng thấy thương tích, chỉ có xúc chạm vào là chịu thống khổ. Các tỳ kheo, khí giới mà Atula có, trong khi cùng trời đánh nhau, sắc loại cũng tương tự, cùng một loại bảy báo tạo thành. Khi dính phải, lướt qua cũng không có dấu vết, chỉ do nhân duyên xúc chạm là chịu thống khổ. Các tỳ kheo, chư thiên cõi dục, khi cùng với Atula đánh nhau, còn có các loại vũ khí màu sắc như thế.
Nam mô A Di Đà Phật.